Xin chào quý các bạn, trên hình bạn có thể thấy đây là main của Xiaomi Poco X3 Pro đang chờ thay mới sửa chữa cho khách hàng tại di động cao cấp.vn. Rất là nhiều khách hàng gọi điện đến di động cao cấp.vn hỏi về main của Xiaomi Poco X3 Pro, hỏi về dịch vụ sửa chữa thay mới main cho Xiaomi Poco X3 Pro. Hiện tại di động cao cấp.vn vẫn nhận sửa full tất cả các ban bệnh, tất cả các lỗi sự cố trên điện thoại Xiaomi Poco X3 Pro. Tất cả các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Xiaomi Poco X3 Pro đều có sẵn phương án thay thế, sửa chữa nhanh, chính xác tại di động cao cấp.vn. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, cũng như các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD. Tôi ship các linh kiện của quá trình sửa Xiaomi Poco X3 Pro đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với Xiaomi Poco X3 Pro, giống như những mẫu điện thoại khác, thì luôn có sẵn các cái linh kiện sửa chữa tại di động cao cấp.vn. Để sửa được các lỗi liên quan đến phần cứng, liên quan đến bảng main của Xiaomi Poco X3 Pro không khó, quan trọng là phải có sẵn linh kiện thay thế. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn để tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn quý vị bạn xem video để di động cao cấp.vn.